Hai cái trắng, ừ, cái trắng trắng này. Đấy. Rồi. Cô kéo đưa bố cầm chưa? Đúng rồi. Lấy thêm cái trắng nữa. Cái đấy. Không kệ cái đấy được rồi. Cái này này. Được rồi. Rồi, cái đấy được rồi. Rồi. Rồi, lấy cánh gà đi. Dúng à? Rồi thử dúng đã. Ôi. Rồi. Không cần dúng đâu. Đấy, ờ. Thôi được thế thôi. Ăn nhiều lùi này quá béo. Đây cái gì đây? Thịt bò. Thịt bò à? Thôi không lấy thịt bò đi. Trứng ai? Trứng con gì đây? Trứng gà hay trứng gì đấy? Trứng đâu lấy tôm? Tươi, anh à lấy con gì kia? Con gì vàng vàng? Con này, bà con gì đấy ngao? Ok, đấy ngao đi. Wow, dì Bình với cả mẹ thế ra lấy được hai đĩa rồi. Con lấy cái nem chua kìa. Ăn. Không có đĩa. Ố, đĩa không, con nhìn thấy đĩa à? Đĩa kia kìa. Ok, lấy ra ốt đây cái nem gì? Lấy nem chua mà con. Ok, ba cái đi. Cái này nào đồ ăn chín luôn đúng không? Ôi, trên chị bảo đi xin lấy rồi kìa. Cái viên tròn tròn ăn ra gì không? Cái đấy là cái đậu đậu phụ mỡ. Ăn ngon không? Đâu thế? Quay cùng xem bạn Gonsi bắt con bề bề sống. Bắt con bề bề sống luôn à? Bắt nhanh lên, hết giờ rồi. Thôi, bơi cũng được, con nào sống là được, cũng cần bơi. Thôi, con đây là con ngất rồi. Bạn sàn si đang bắt bè bè. Không, bè bè đấy không cho vào đĩa đâu, mà cho vào rổ đây này. Bè bè này phải cho vào rổ. Rồi. Thôi, không cần rưỡi bạn. Nhanh. Bạn con si bắt luôn đi. Chúc cái này để nướng mỡ hành luôn. Đấy, cho nhiều vào. Đây, cầm đấy đĩa này. Lấy nữa đi, con lấy nữa đi. Con xin lấy đầy cái bát đấy luôn. Nữa đi. Nhiều. Ok, các bạn ơi, vậy là đã đấy xong rồi. Bây giờ chúng ta quay lại chỗ thông nướng nha. Ừ. Ôi, mọi người đã bỏ vào đây nướng rồi. Đây lại có cái. Đây, cái này là mỡ hành này, cho mỡ hành vào đấy. Đây, cho vào trong đấy. Lấy cái thìa. Phải lấy thìa xúc vào chứ. Cho nhiều vào, ăn cho ngon. Có không nha, đi ăn thì cho nhá. Cứ cho hết vào một lần đầu, cho hết vào. Ôi, khói thế. Ngồi tránh xa ra nó bắn. Ủa, mình phải tránh xa nó bắn rồi chết. Bạn con siêu ngồi xa ra nó bắn. Nó bắn vào mặt đấy. Con ngồi hẳn nấp vào chú Thành đi. Đấy. Có gì nó bắn vào chú Thành. Dì Bình ơi, cho mỗi người một bát nước chấm đó. Nhưng mà nếu thử xem cái loại này có được không? Làm gì con? Chín chưa? Thế này chín chưa? Em không biết anh chuyển gì. Cho ít mỡ hành vào. Chính là hôm mai à? Hôm mai mỡ hành đi. Cho vào. Đấy, được có một tí nhá. Ui ôi, ôi ôi, chín rồi. Ui, bà con gì tránh ra. Chạy ra đây, chạy ra ngoài này. Ui ôi. Ui ôi. Còn tránh ra, còn gấp thế. Ui. Thôi, vớt ra, vớt ra. Ôi, cái đĩa của mình đâu. Nó rồi, ok, chín rồi. Bây giờ, chú Thành ơi, cho các chân gà vào nướng nó không bị nổ chứ. Vâng, vâng. Cái này, con này sống, con gì kéo nó kẹp ấy. Để bố cầm chứ. Thôi, để mang nó ra xả vào kia thôi. Thôi, không sao đâu, nướng mà. Cho vào chưa? Ở trong lúc chờ đợi món nướng thì các bạn nhỏ của ta đã ăn món nướng sẵn rồi. Đây, đây là món nướng sẵn. Ăn thử cái này. Chấm vào đâu? Chấm vào cái gì đấy? Ngon đấy. Bên sang cái này ngồi với mẹ này. Nước chấm này ở nước chấm chua cay. Nước anh chuẩn bị tránh né. Ơi, ăn nhỉ? Bà Si ơi, ăn bè bè hấp không? Không phải bè, người ta ra muối rồi. Bà Sa Si ơi, cũng không ăn luôn à? Ờ, thế thôi, bố lấy một đĩa. Ngon cực, bè bè hấp hay bè bè ra muối? Không, hấp rồi thì không biết là tươi hay không tươi. Nhưng mà em lấy là con hấp hay là con rang muối? Một hấp, một rang muối nhá.
Các bạn ơi, vậy là bề bề hấp cũng đã ra và bề bề rang muối cũng đã ra rồi. Bây giờ thì chúng ta thưởng thức thôi. Thì vậy ta. Này, bạn có gì ơi. Bây giờ nước ra, đá ra. Đấy, ờ, bề bề hấp với bề bề rang muối luôn. Rồi bây giờ sẽ cắt bề bề chiến đấu. Cứ để bóc ra không được, phải cắt à? Rồi thế này, lấy hai chai coca đi cho mẹ một chai. Nhanh lên đồng ý, cái này nó sụt vào rồi. Được chưa, cầm được chưa? Ok đi. Được chưa, bạn con gì để đấy. Rồi bây giờ bố với bạn con gì sẽ ra lấy đồ ăn nhá. Ờ ok, đi. Đầu tiên thì sẽ lấy hai cái đĩa. Biết đây đĩa ở đâu không? Ok, đã được đĩa rồi. Em làm bè bè, ui còn một ít nữa thôi, lấy nốt, lấy nhanh. Không có nên bè giấy rồi. Hả? Em bè bè giấy rồi. Bè bè giấy á? Bè bè giấy không còn lấy, con đấy mình phải nướng, mất thời gian. Ôi thôi, mấy cả con. Thôi mình đừng lấy, con đấy được bằng rổ, hoài được bằng cái này. Đây, lấy đây luôn. Lấy đây, con lấy đây. Con lấy nhanh. Chưa lấy nhiều. Bạn ơi, đã ăn rất là nhiều các món rồi. Nhất là con bề bề. Cả nhà đã no rồi. Và bây giờ món tiếp theo đó là con ngao hai cùi, các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn hai cái vòi của nó này. Đấy, hai vòi. Và nó rất là dày, rất là to. À, sai rồi chị ơi. Thế con đã ăn no bụng chưa? Ôi con vẫn chưa no bụng á. Ôi bạn Sanxi giỏi thế. À, bạn Sanxi của chúng ta cũng ăn được một số đồ gọi là chất lượng rồi. Đấy. Lấy que tăm ăn đừng quả trứng mồi các bạn ạ. Trong khi đó bạn bò Sanxi ăn như con mèo ấy. Bạn đấy, lấy cho bạn đấy. Bây giờ kích bạn bò Sanxi, bạn gì mới ăn thêm một quả nữa, thêm một quả trứng ấy. Ừ, con ăn nhiều rồi. Nào. Ăn gì nữa? Ăn con ngao hai cùi nhá. Làm một con ngao hai cùi. Thử xem. Đây là con ngao hai cùi, con nhìn thấy có hai cái chim của nó đấy không? Ăn đi, không phải đâu, trêu, bố trêu ấy. Con gì ăn à? Ăn đi, con liếm thôi. Rồi con ăn đi. Rồi bạn con gì thử. Ôi thôi thôi, đừng có thế nữa. Rồi con gì ăn đi. Rồi, để bố lấy cho chị con khác. Rồi. Ăn đi, còn giúp lại đấy làm gì? Cái đây cái ngon nhất đấy. Rồi, tiếp theo. Hám không? Không. Hám không? Con này ngon không. Ngon không? Ngon nhờ. Con miệng ra một bút cái xem nào. Không, ăn được hết. Thế nào, ăn đây nào. Đấy, mổ cứ trẹo chạo trẹo chạo. Thôi, cho mẹ ăn đi. Ôi, ăn bỏ gì với ăn không bỏ cứt ra. Ăn được. Thứ ra là cái đấy là cơ quan cái ruột của nó thôi, chứ con này thoải mái không sao. Bây giờ anh Gato sẽ ăn thử một con. Wow. Anh em mẹ bỏ để bỏ nó mà kéo ra. Cái đấy vứt đi, con ăn vứt đi. Cho chị bờ si ăn thử một con này để cảm nhận. Con này ấy sẵn rồi. Đấy. Cái này ngon cực kỳ, đấy là cái lạc ngon nhất của nó đấy. Cái này để nó kéo cái vỏ nó ấp vào để nó ẩn khi nào mà có kẻ thù ấy. Đó.